Phong Thanh Dương là đệ nhất cao nhân trong tiếu ngạo giang hồ, tuy nhiên hành tung lại thoát ẩn thoát hiện, ngoại trừ truyền dạy độc cô cửu kiếm cho lệnh bổ sung trên Từ Quá Nhai, ông gần như biến mất trong sự nghiệp tác phẩm mà chỉ xuất hiện qua lời thoại của các nhân vật. 30 năm trước, thời điểm Phong Thanh Dương thu nhận lệnh Hồ Sung làm đệ tử, phái Hoa Sơn từng phân thành hai phe, Kiếm Tông và Khí Tông. Hai trường phái xảy ra nội chiến kinh thiên động địa, đệ tử Kiếm Tông người bỏ chạy, người thiệt mạng, còn phe Khí Tông cũng tổn thất nặng nề. Phe Kiếm Tông thất bại nhưng vẫn còn ba vị cao thủ là Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu và Tùng Bất Hy, còn Khí Tông chỉ còn lại Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc. Phong Thanh Dương, một đệ nhất cao thủ kiếm pháp trong võ lâm, nhưng lại không xuất hiện giúp đỡ hay trấn hưng Kiếm Tông Hoa Sơn. Hơn nữa, ông lại còn nhận một đệ tử phái Khí Tông là lệnh Hồ Sung làm đệ tử. Thực tế phái Kiếm Tông khi đó mạnh hơn Khí Tông, tuy nhiên trước trận huyết chiến, Phong Thanh Dương bị lừa đến Giang Nam thành thân, do đó đã lỡ mất đại chiến. Đến khi Phong Thanh Dương quay lại thì phái Kiếm Tông đã biến mất, còn Khí Tông đã chiếm đỉnh Hoa Sơn. Kể từ đó không còn ai thấy Phong Thanh Dương tái xuất giang hồ nữa. Ngay cả khi Nhật Nguyệt Thần Giáo bị coi là ma giáo, kẻ thù không đội trời chung với Ngũ Nhạc Kiếm Phái, gây hại cho võ lâm, nhưng chưa một lần Phong Thanh Dương giúp Ngũ Nhạc Kiếm Phái trong chuyện tiêu diệt ma giáo, kể cả trong trận đại chiến Hắc Mộc Nhai với Nhậm Ngã Hành. Có nhiều người nói do Phong Thanh Dương không thể thắng được Đông Phương Bất Bại, điều này chưa thể khẳng định bởi hai tuyệt thế cao thủ này chưa từng một lần chạm trán. Xét về tuyệt kỹ, Độc Cô Cửu Kiếm là môn võ có thể nhìn thấu sơ hở của các loại võ công khác để tấn công. Trong trận đại chiến tại Hắc Mộc Nhai, lệnh Hồ Sung đã có thể nhìn ra sơ hở trong chiêu thức Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại. Chỉ tiếc thân pháp của lệnh Hồ Sung khi đó chưa đủ để có thể tấn công vào sơ hở đó. Nếu là Phong Thanh Dương thì sao? Ông thậm chí còn đạt tới cảnh giới cao nhất của Độc Cô Cửu Kiếm là Vô Cứu Thắng Hữu Kiếm, thế nên hoàn toàn có thể đánh trả và tấn công vào sơ hở của Đông Phương Bất Bại. Do đó, không thể khẳng định Phong lão không thể đánh bại Đông Phương Bất Bại. Dù sao việc nhà văn Kim Dung không cho hai tuyệt thế cao thủ này một lần giao đấu với nhau là điều nối tiếc lớn với người hâm mộ võ hiệp. Tuy nhiên, trong phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ 2014, đạo diễn cải biên đã cho để cho Phong Thanh Dương và Độc Cô Cầu Bại giao đấu hơn 300 chiêu, kết quả bất phân thắng bại. Quay trở lại thời điểm sau trận huyết chiến giữa hai phe Kiếm Tông và Khí Tông của Hoa Sơn. Có thể nói, với kiếm pháp của mình, Phong Thanh Dương hoàn toàn có thể giết chết Nhạc Bất Quần trong chớp mắt, khôi phục Kiếm Tông, giúp phái Hoa Sơn phát dương quang đại trên giang hồ. Tuy nhiên, ông lại không làm như vậy. Phong Thanh Dương trước giờ chỉ coi mình là đệ tử Hoa Sơn phái, chứ không quy thuộc Kiếm Tông hay Khí Tông. Ông cho rằng, luyện kiếm hay luyện khí đều là căn cơ của võ học Hoa Sơn chính tông. Trong mắt ông, những đám người Phong Bất Bình hay Nhạc Bất Quần đều chỉ vì tranh đoạt quyền lợi. Thời thế đã vậy, ông cũng không thể thay đổi. Nếu giết Nhạc Bất Quần, há chẳng phải tái diễn lại thảm kịch ngày xưa sao? Ông giam mình trên Tư Quá Nhai là bởi đã không ngăn cản được trận huyết chiến giữa hai phe cánh, khiến phái Hoa Sơn dần mất đi thanh thế trong giới võ lâm đồng đạo. Con người Phong Thanh Dương một khi đã hối hận thì sẽ tiếc nuối 30 đến 40 năm, bất chấp lãng phí cả tuổi trẻ của mình. Hơn nữa, dưới ngòi bút của Kim Dung, một cao thủ đã ẩn thân, coi như không mang tới ân oán giang hồ, mà chỉ quan tâm tới việc làm sao để người ta không tìm thấy mình. Ông xuất hiện trước mặt lệnh Hồ Sung là bởi lo lắng sau khi ông chết, bộ kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm thất truyền sẽ là một đại tổn thất của võ lâm đương thời mà thôi.